Kính chào quý khán thính giả của TV Trường Sơn Online đến với chương trình Thời sự trong tuần thứ năm ngày mùng 7 tháng 2 năm 2019, tức là ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi. Chúc mừng năm mới đến với quý vị khán thính giả của TV Trường Sơn Online. Vâng, chào anh Hồng Anh, chào quý khán thính giả. Sao anh ăn Tết có lớn không ạ, anh Hồng Anh? Vừa phải ăn, tại vì ăn Tết mấy cái hội chợ của cộng đồng và các thương gia năm tuần lễ thấy cũng nhiều lắm rồi. Thành thử ra đến ngày mùng 1 Tết, tức là ngày thứ ba vừa qua, hôm kia thì tôi vẫn đi làm bình thường như mọi người khác. Anh sao? Vâng, tôi vẫn làm nhưng mà tôi chỉ làm nửa buổi thôi anh. Vậy hả? Thế còn nhiều khi thì cũng phải ăn Tết ở nhà, vậy. Có bánh trưng, vậy. Với lại giò chả, vâng. Với lại những thứ nấu, những cái món ăn, vâng. Ngày Tết. Ở bên này thì thật sự ra thì thưa quý vị khán giả của TV Thường Sơn Online thì chúng tôi không thiếu cái gì đó. Bất cứ cái gì bên Việt Nam có thì chúng tôi có. Và chúng tôi có một cái Tết bình yên, hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng là ở bên Việt Nam sẽ có rất nhiều đồng bào không được cái may mắn như chúng tôi ở hải ngoại. Được có một cái Tết mà bình yên và hạnh phúc thật sự. Vâng, thưa anh, thưa quý khán giả, có lẽ là thật vì cộng đồng Việt Nam ở tại Úc cũng như ở tại Mỹ, cộng đồng khá lớn. Vâng. Cho nên cái sắc thái của người Việt Nam, cái sắc thái của dân tộc Việt Nam ở đây rất là nổi trội. Vâng. Thành thử đến khi Tết thì chúng ta có đủ mọi thứ. Có cả hoa đào, có cả hoa mai, có bánh trưng và đặc biệt là có cả pháo nữa. Vâng. Thì tôi không biết ở Việt Nam thì có còn cho đốt pháo hay không? Vâng, không biết hồi xưa họ có cấm rồi, bây giờ mình theo dõi. Mình không rõ, mình không thấy. Và thưa quý vị, để mở đầu chương trình chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam thì chúng tôi bắt đầu với cái tin của ông Trump. Vâng, thưa quý khán giả, theo ông Anh thì có lẽ là một cái lời đồn đại mà cả mấy tuần nay đã trở thành sự thật. Tức là Tổng thống Trump thì vừa mới là mới đây thì mới đọc diễn văn trước lưỡng viện của Hoa Kỳ. Thì có trong đó có nhắc đến xác định rằng trong cái kỳ họp của ông sắp tới đây với lại ông chủ tịch Kim Jong Un thì sẽ được tiến hành ở tại Việt Nam. Tuy nhiên Tổng thống Trump không nói rõ địa điểm, nhưng mà theo như các lời tường thuật lại của báo chí trên thế giới cũng giống như các đài truyền hình như là CNN của Mỹ thì có lẽ Tổng thống Trump sẽ gặp chủ tịch Kim Jong Un ở tại Đà Nẵng. Thì tôi hiểu rằng thì nhà nước Việt Nam thì rất muốn là họ họp tại Hà Nội để cho có vẻ như là cái chỗ này là chỗ quan trọng. Nhưng mà cuối cùng nếu mà thực sự người Mỹ mà họp với lại người Bắc Triều Tiên, tức là ông Trump với lại ông Un mà gặp ở tại Đà Nẵng thì cũng có cái lý do của nó anh. Thì thưa anh Hồng Anh, thưa quý khán giả, lý do thế nào? Lý do chính là hồi xưa thì nơi Mỹ cái logo, tức là cái gọi là cái lời nói mà những người mà đi đem quân vào mà được gọi là xâm chiếm miền Nam đó, có nói rằng đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Và khi mà nó đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào thì năm 1964-64 thì là thời cuộc lục chiến Mỹ là đầu tiên là đổ bộ lên Đà Nẵng. Tiến xa phải không anh? Vâng, ở tiến xa. Thì thành thử ra Đà Nẵng là một cái nơi có rất nhiều kỷ niệm với người Mỹ. Bởi vì về năm ngoái hàng không có hàm. Và năm ngoái hàng không có hàm thì cũng đã ghé thăm Đà Nẵng. Và ông Trump cũng đã đi Đà Nẵng một lần trước rồi. Thành thử ra ông Trump thì kỳ này thì đã tôi nghĩ là sẽ quyết định họp ở tại Đà Nẵng. Và có lý do không ạ? Như đã nói lý do. Và có lý do của ông ấy. Tức là Đà Nẵng có rất nhiều kỷ niệm đối với người Hoa Kỳ. Và đặc biệt là gợi lại nhớ họ trong cái cuộc đấu tranh để mà cùng với lại miền Nam tự do chống lại chủ nghĩa cộng sản. Thưa quý khán giả, thì cái sự việc mà Tổng thống Trump họp lần thứ hai với lại chủ tịch Kim Jong Un ở tại Đà Nẵng, tức là tại Việt Nam, thì báo chí ở Việt Nam loan tin rất là nhiều, cộng với lại báo chí trên thế giới. Thì họ đều nói rằng là Việt Nam có lẽ đã may mắn trở thành một cái nơi để cho các gọi là các lãnh đạo trên thế giới đến họp. Cũng giống như là mới nhất gần đây là tờ báo Hoa Nam Thời Báo thì có loan tin nói rằng là có lẽ là chủ tịch Trung Quốc Trung Cộng, tức là Tập Cận Bình, cũng sẽ muốn là gặp ông Trump tại Việt Nam. Tại Việt Nam. Tại Việt Nam thôi, chưa tại Việt Nam. Thì thưa quý khán giả, thưa ông Anh, thì tất nhiên khi mà chúng ta thấy rằng ông Tổng thống Trump đến họp với Kim Jong Un ở tại Đà Nẵng thì tất nhiên là chúng ta cũng có những cái suy nghĩ có thể khác nhau. Đối với nhà nước Việt Nam thì họ cho đây là một trong những cái thành công của họ. Trong cái sự vận động của là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà qua có thăm ông Trump.
trong năm ngoái đây. Và đặc biệt là Nguyễn Phú Trọng thì cũng qua thăm như Mỹ, nhưng mà chỉ gặp ông Obama thôi. Ừ. Và được tiếp đón như là một ông là chủ tịch của một cái đảng thôi, không phải chủ tịch nước. Vâng. Thành thử ra cái ước muốn của ông Trọng, như là chắc có lẽ quý vị Hồng Anh cũng đã biết đó, là muốn là người Mỹ mời đến thăm Tòa Bạch Ốc và để hội kiến với ông Trump trong tư thế là của một chủ tịch nước, tức là quốc trưởng. Quốc trưởng, vâng. Thế bây giờ thôi nói thế này. Thế bây giờ cái chuyện mà ông Trump đến họp với Kim Jong-un ở tại Việt Nam, ai có lợi trong đây và những người nào thì thiệt hại trong đây? Tất nhiên. Thì bây giờ, theo như người ta nói, thì cái người mà lợi đầu tiên trong cái chuyện, nghĩ là có lợi đầu tiên trong cái chuyện ông Trump họp tại Việt Nam, đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Vì họ nghĩ rằng họ đăng cai, tức là họ đăng ký, tức là họ tổ chức ra được cái buổi họp đó, thành thực ra họ có uy tín. Cái đó là thứ nhất. Cái người lợi thứ hai người ta nói đó là chính là ông Tổng thống Trump. Bởi vì khi mà ông ấy đang muốn gạt bỏ ảnh hưởng của Trung Cộng ra khỏi Việt Nam, thì bây giờ ông ấy tổ chức buổi họp ở ngay tại Việt Nam nữa, thì là ông kéo Việt Nam lại xích gần với Mỹ. Thì đó là cái người lợi thứ hai là ông Trump. Thế bây giờ ai thiệt hại? Thế thiệt hại đầu tiên có lẽ là đó chả ai chắc hơn là Trung Quốc, tức là Trung Cộng. Là bởi tại sao? Nếu mà ông Trump đi họp tại Việt Nam, thì đương nhiên là Việt Nam sẽ nhìn ông Trump và nước Hoa Kỳ có lẽ với cặp mắt hơi khác. Bởi vì nghĩ rằng người Mỹ còn có những cái gọi là cái interest, tức là còn có cái sự gọi là quan tâm vào Việt Nam hơn là bỏ kệ, bỏ mặc Việt Nam. Thì đó là cái chuyện mà Trung Quốc hay Trung Cộng là cái người bất lợi trong cái chuyện ông Tổng thống Trump họp với Kim Jong-un tại Việt Nam. Còn những cái người mà Việt Nam yêu chuộng tự do thì sao anh? Vâng, những người Việt Nam yêu chuộng tự do thì mình nói có hai cái hướng ta sẽ thấy rõ ràng. Người ta thường nói rằng là nếu mà ông Trump ông đến Việt Nam như vậy, đây là một cái thắng lợi của nhà cầm quyền Việt Nam, thì những người yêu chuộng tự do, yêu chuộng dân chủ thì ở thế bất lợi. Mà chúng tôi không nghĩ như vậy. Ông Trump càng đến họp ở Việt Nam thì đối với những cái người yêu chuộng tự do, những người dân chủ càng có lợi cho họ. Vì lý do thứ nhất là thế này. Thứ nhất là người Hoa Kỳ vẫn còn có interest, tức là vẫn còn có cái sự quan tâm đến tình trạng Việt Nam. Điểm thứ hai, còn quan tâm đến đối Biển Đông. Điểm thứ ba, nếu ông Trump đến họp ở Việt Nam thì giữa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam tôi nghĩ là sẽ khăng khít hơn nhiều. Thì cái sự kiện mà gọi là đàn áp đấu những người dân chủ đấu tranh ở Việt Nam đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chắc cũng phải có cái phần nào e dè trong chuyện đó. Hơn là một đằng thẳng tay đàn áp và một đằng nói chuyện với Hoa Kỳ. Chúng tôi không tin là như vậy. Thành thử cái việc mà sự kiện mà ông Trump đến họp cùng với lại Kim Jong-un tại Việt Nam, nếu mà nói về một tình trạng lâu dài xa, đây là một cái việc có lợi cho những người đấu tranh dân chủ và tự do ở Việt Nam. Tôi nghĩ luôn thì anh nói về ông Trump đến Đà Nẵng họp, thì tôi cũng muốn anh nói qua về cái tình hình ở Venezuela, bởi vì cái tình hình ở bên Venezuela hiện bây giờ cũng được không những là được nhà cầm quyền Hà Nội lưu tâm, mà cộng đồng Việt Nam ở khắp mọi nơi cũng như ở trong Việt Nam, họ nghĩ rằng đây cũng biết có phải là cơ hội để cho người Việt Nam học bắt chước người Venezuela để làm một cái cuộc mà thay đổi chính trị không? Thưa quý khán giả, thưa anh Hồng Anh. Anh nói về Venezuela vâng. Venezuela thì chúng ta cũng ai cũng biết đã bắt đầu theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa từ ông nghĩa là cựu tổng thống Chavez trước kia. Ông Chavez đã chết vì ung thư. Vâng. Và ông Maduro là người thay thế. Thì bây giờ chúng tôi không lặp lại cái tình trạng xảy ra ở tại Venezuela từ thời ông Chavez cho đến đời ông Maduro. Nhưng mà sau khi Maduro mà áp dụng cái chính sách xã hội chủ nghĩa, theo chính sách xã hội chủ nghĩa của ông Chavez để lại, thì Venezuela từ là một trong 10 nước xuất khẩu, tức là xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới, mà đã trở thành một trong những nước nghèo đói nhất châu Mỹ Latin. Vì con đường xã hội chủ nghĩa của ông làm không biết làm ăn kinh tế. Tức là lấy tất cả các tài nguyên đem phân phát, đem bán và đem chia chác nhau. Ừ. Thưa anh Hồng Anh, thưa quý khán giả, con gái của ông Chavez hiện nay là một nữ tỷ phú giàu nhất ở tại Venezuela. Ừ. Và cô ta mới có ngoài 30 tuổi. Và hiện tại tài sản của cô Chavez, tức là con gái của Chavez đó, hiện tại bây giờ là 4 tỷ đô la, là một người nữ giàu nhất đó. Thì họ ai? Đó là một công chúa đảng, giống như thái tử đảng ở bên Tàu hoặc là bên Việt Nam chẳng hạn. Thành thử là Venezuela thì như quý vị đã biết đó, thì ông Guaido, tức là chủ tịch quốc hội, ông ấy nói rằng tôi là người tổng thống đương nhiệm là bởi vì ông tổng thống Maduro không thực hiện được cái quyền năng của mình và cái cuộc bầu cử vừa qua là gian lận.
Và thưa quý thính giả, thì cái nước đầu tiên mà lên, giơ tay lên đầu tiên mà công nhận cái cương vị lãnh đạo của ông Guaido chính là ai? Chính là nước Mỹ. Và ông Trump. Chính là ông Trump. Và ông Trump có quyết định rõ rất là rõ ràng. Năm ngoái thì chắc lẽ là anh Hồng Anh, quý vị khán giả nhớ rõ là ông Trump bảo là cái chủ nghĩa xã hội chẳng đưa người ta đi tới đâu hết cả. Ông nói là Liên Hợp Quốc phải không? Ông nói Liên Hợp Quốc nói rồi. Và nước Mỹ chỉ can thiệp vào Venezuela khi nào? Khi mấy trăm ngàn người Venezuela đi biểu tình đứng lên. Thì họ mới can thiệp. Đối với người Hoa Kỳ, nếu nhân dân nước đó, dân chúng nước đó có làm việc, có tỏ thái độ bất mãn đối với chính quyền lúc đó họ mới can dự. Còn nếu dân chúng nước đó vẫn cứ là vô cảm, nghĩa là an binh bất động, không xuống đường, không chống nhà nước, không chống lại cái chính quyền độc tài, thì nước Mỹ không can dự. Cái điều đó đều đúng vậy. Vâng. Và thưa quý khán giả, thì có lẽ là nhà cầm quyền Việt Nam thấy rất rõ Venezuela theo chế độ xã hội chủ nghĩa đã thất bại hoàn toàn. Và hiện nay là gần như là 15 các nước ở bên châu Âu đã công nhận, trong đó có cả Đức, cả Pháp, cả Anh cũng đã công nhận cái tư cách là tổng thống của ông Guaido. Và bây giờ chỉ còn một cái chót thôi, là họ đang kêu gọi quân đội Venezuela đứng về phía ông Guaido. Thì kể ra là ông Maduro thì lúc đó chỉ có nước là đi vào nhà tù. Và người ta nói rằng ông Maduro bây giờ đang định bán rất nhiều vàng đi để mà tóm thu 12 tấn. 12 tấn vàng. Để làm gì? Chắc có lẽ là để mà tẩu tán. Chạy thôi. Vâng. Thì thưa quý khán giả, thì bây giờ tình trạng Việt Nam với tình trạng Venezuela hơi giống nhau. Và khác cũng hơi khác nhau. Vâng, có vâng, cái điểm khác đây. Khác chỗ nào? Quân đội, phải không? Quân đội bên này của Cộng sản Việt Nam nó là cổ đáng, thành thử ra hơi khó. Thưa thầy Ngọc Anh, thưa quý khán giả thế này. Cái điểm chính Venezuela và Việt Nam khác. Nhân dân hả? Là Venezuela không bên cạnh một nước Trung Quốc khổng lồ. Cái điểm khác biệt chính là cái location, tức là cái vị trí địa dư của Việt Nam. Vâng. Việt Nam cảnh sát tàu, cho nên không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng. Vâng. Hai bên cùng giống với nhau, cùng xã hội chủ nghĩa, tức là áp dụng giống những nhau. Cái chính sách mà gọi là cứ việc bán đi, không làm ăn kinh tế, tiền ngân sách cứ việc tiêu xài để cho ngân sách cạn kiệt. Vâng. Cũng như Việt Nam bây giờ, hiện nay rất nợ, rất nhiều cạn kiệt. Đó là cái điểm giống nhau. Điểm khác anh nói về quân đội, thì quân đội Venezuela thì cũng theo ông Maduro, cũng theo đảng của ông ta. Và mặc dù chỉ có một ông tướng không quân, là mới tuyên bố rằng là kêu gọi dân chúng, kêu gọi quân đội đi ủng hộ ông Guaido. Cái khác nữa đối với Việt Nam và Venezuela là Việt Nam có một cái hệ thống kiểm soát của đảng đi quá tới mạnh. Tận các cấp trong quân đội. Và bất nhất cử nhất động làm gì biết là hay. Họ có thể là họ có những cái biện pháp để mà họ giải quyết. Nhưng thưa anh Hồng Anh, thưa quý khán giả, chúng ta thí dụ một ngày đẹp trời nào đó, 1 triệu người Việt Nam xuống đường, phải có thì nhân chắc dân. Chắn là nhà nước Việt Nam, chính phủ Cộng sản Việt Nam sẽ bị lật đổ. Là bởi vì sao? 1 triệu người xuống đường, lính đâu mà có thể chặn được? Tôi nghĩ vài trăm ngàn người cũng chết rồi. Thành vài trăm ngàn thôi. Thế nhưng mà bây giờ thưa vài anh, trăm ngàn thưa quý người khán giả, dân xuống đường thôi. Bây giờ trở lại vấn đề như thế này. Thế mà tại sao mà bây giờ ở Việt Nam lại chưa có xảy ra tình trạng như vậy? Thì thưa quý khán giả, thì theo như sự nghiên cứu của báo giới, của các nhà nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài thì biết rằng hiện nay Việt Nam gần 90 triệu người, gần 4 triệu đảng viên, và trong 4 triệu đảng viên đó có thêm 6 triệu người được hưởng lợi lộc từ Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm có thân nhân của đảng viên đó và ngoại vi của đảng. 10 triệu người để đối phó lại với 80 triệu người. Đây là lực lượng đối kháng của 80 triệu người bị 10 triệu người bóc lột dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì thành thử ra khi nào mà 80 triệu người này nữa không còn biết sợ nữa. Vì họ nghĩ rằng Cộng sản cũng như là người thôi, cũng chả có gì hay ho cả. Cũng có khi làm lầm lỗi, có khi làm những việc để mà gọi là cái gì, để mà ve vuốt dân chúng. Nhưng mà Cộng sản, xin quý vị nhớ rõ, người Cộng sản cũng là người trần mắt thịt, cũng bình thường, cũng biết sợ chết, cũng có sai lầm, chứ không phải là thánh. Thành thử ra chỉ 1 triệu hoặc là vài trăm ngàn người Việt Nam đứng dậy mà biểu tình, thì tôi nghĩ là nhà nước Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ bị đổ. Và lúc đó, ông Trump, nước Mỹ vẫn có thể lúc đó nhảy vào để mà bày tỏ cái quan điểm đối với một nước Việt Nam dân chủ. Tôi nghĩ chỉ có người dân Việt Nam họ phải đứng đây.
Còn nếu người dân họ Việt Nam đứng không lên, nếu ông đứng lên thì không ai giúp họ hết. Tất nhiên. Chiều thôi. Thì anh nói là tự mình phải giúp mình trước. Vâng, người dân Việt Nam nếu không đứng lên, thưa quý vị, và nhất là mình phải có, như người ta nói bây giờ cũng hơi bị vô cảm phải không? Người Việt Nam cũng hơi vô cảm nhiều không? Tôi thì, thưa quý khán giả, thì tôi cũng có rất nhiều người bạn, bạn bè ở Việt Nam. Thì họ đều nói với tôi một điều mà chúng tôi thấy là cũng là hơi buồn. Họ bảo người Việt Nam rất là vô cảm. Tôi không dám nói tất cả đâu. Ừ. Nhưng mà một số không nhỏ. Không nhỏ. Tức là nếu cái chuyện gì xảy ra đối với người khác, không dính đến gia đình tôi, không dính đến cá nhân tôi, thì tôi kệ. Còn khi nào họ đụng chính đến cá nhân tôi, họ đụng chính gia đình tôi, thì lúc đó tôi mới phản ứng. Và cái thái độ đó không nghĩ đến cộng đồng, không nghĩ đến quyền lợi của đất nước, không nghĩ đến con cháu muôn đời mai sau, thì cộng sản còn ngồi trên đầu trên cổ. Đó là cái chuyện mà chúng ta thường nên buồn. Vậy cũng nói lương thì anh nói sơ về có cái vụ mà sự ông Nhôm với là hai ông tướng công an đó. Và thưa quý khán giả, thưa ông Anh, thì như chúng tôi đã trình bày trong nhiều lần trước qua, ở Việt Nam luật pháp thì có, quốc hội thì có thông qua luật, và chính phủ có lập ra những nghị định thông tư. Nhưng mà luật pháp ở Việt Nam khi mà được áp dụng cho dân chúng thì áp dụng bằng hai hình thức khác nhau. Thứ nhất là áp dụng cho những người có đặc quyền đặc lợi, tức là đảng viên của đảng và đảng viên cao cấp. Và thứ hai là áp dụng cho những người dân thường. Thì khi luật pháp Việt Nam áp dụng cho những người dân thường thì áp dụng rất là nặng nề. Nhưng mà khi áp dụng cho những thành phần đảng viên cao cấp hoặc là những người gọi là con ông cháu cha thì hình phạt thì rất là nhẹ. Điển hình rõ ràng. Điển hình thì Tòa án Hà Nội vào ngày 30 tháng 1 vừa qua, tức là khoảng chừng một tuần qua, thì đã ra tuyên án cái vụ Vũ Nhôm xử lại và hai ông tướng công an thất sủng. Thì đây là một cái vở kịch, tôi nghĩ là một vở kịch rất là khôi hài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đến cuối cùng ra thì cái người mà cấp bậc thấp nhất là ai? Là Vũ Nhôm. Vũ Nhôm là con dê tế thần. Vũ Nhôm đã bị thêm như vậy là 15 năm tù, cộng thêm 10 năm cũ tức là Vũ Nhôm sẽ ngồi tù 25 năm nếu không được tha. Và Nguyễn Hữu Bách thì bị xử 5 năm tù. Nguyễn Hữu Bách hồi xưa là cục phó của một cái cục thuộc về tình báo, cục nào. Cộng thêm với lại 6 năm tù cũ tức là 11 năm. Thế viên tướng Tuấn thì bị 5 năm tù với cộng 7 năm cũ tức là tổng cộng là 12 năm. Nhưng mà cái chuyện hai ông tướng mà thứ trưởng bộ công an tức là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân thì bị rất là nhẹ. Thế anh không anh biết rằng Bùi Văn Thành cũng bị có 2 năm tù, bị có như vậy là 30 tháng tù. Và thượng tướng Trần Việt Tân thì bị có 36 tháng là 3 năm. Chính ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành là những người ký toàn bộ các văn bản để chấp thuận cho Vũ Nhôm đầu tư bất động sản tại các nơi hưởng các quyền lợi béo bở nhất để đem tài lộc về cho các ông. Mà tôi nghĩ rằng tại sao vụ Vũ Nhôm tòa Hà Nội lại xử kín? Bởi vì nếu mà xử lộ ra thì người ta sẽ báo cho biết rằng ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã ăn hàng bao nhiêu ngàn tỷ từ Vũ Nhôm. Thế nhưng mà sao? Như chúng tôi vừa mới nói, luật pháp áp dụng cho các ông tướng công an thì rất là nhẹ. Một người chỉ bị có 36 tháng và một người chỉ bị có 30 tháng. Trong khi thủ phạm mà người ta gọi là thủ phạm chính là một anh thượng tá an ninh, mà thượng tá này mới được làm tình báo từ năm 2009, tức là mới được gia nhập vào trong công an từ năm 2009 thôi, nhưng mà phong cho cái chức thượng tá. Và Vũ Nhôm rất là đau khổ, rất là ân hận, mà tôi nghĩ rằng là cũng phải hối hận, là bởi vì sao? Đã phục vụ cho các viên tướng công an mà rốt cục ra mình là cái người mà lãnh cái bản án nặng nề nhất. Một cái nữa là một cái tin cuối cùng về Việt Nam, anh nói sẽ qua về cái Euro. EU không có ký cái hiệp định. Vâng, thưa quý vị, thưa Hồng Anh, thì như là năm ngoái đây, bây giờ mình nói kiều hối trước đi. Thì là người ta có cái nguồn tin rằng kiều hối gửi Việt Nam đó là khoảng từ 15 đến 18 tỷ đô la. Nhà nước Việt Nam bảo thấy chưa? Kiều hối gửi về rất nhiều. Nhưng mà thực sự cái số tiền mà nhà nước Việt Nam hay chính phủ Việt Nam đang mong chờ đó là cái số lợi lộc, tức là nhận được 45 tỷ đô la khi mà Liên minh châu Âu, tức là EU, có ký với Việt Nam cái hiệp định thương mại.
Nhưng mà bởi vì lý do Bộ Công an đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vì lý do Việt Nam đàn áp nhân quyền, mà đàn áp nhân quyền đây mà còn đi ra Liên Hiệp Quốc nói dối, dối trắng. Viên tướng công an là đại diện Bộ Công an đã ra nói rằng chúng tôi đã thực hiện gần như là tất cả các cái khuyến nghị của các ông về vấn đề nhân quyền, mà không hề nhắc đến cái chuyện bỏ tù Trần Thị Nga 10 năm, bỏ tù Trần Huỳnh Duy Thức còn nằm trong tù và biết cả trăm người khác. Nhưng mà đó là sự bị bợm, mà chính vì sự bị bợm đó cho nên là Liên minh Âu Châu không ký hiệp định thương mại Việt Nam và cái giấc mộng 45 tỷ đô la đã tan tành ra mây khói. Và đó là một cái bài học cho chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc. Bây giờ qua tin thế giới, anh có thể nói sơ sơ về cái vụ mà Huawei đó anh? Vâng, thưa anh, thưa quý khán giả, thì đến bây giờ thì có lẽ là mọi chuyện đã sáng tỏ. Trước kia thì người ta hay còn nhiều câu hỏi là cái chức năng của công ty Huawei, tức là Huawei, là cái gì? Nhưng bây giờ họ đọc lại văn bản, họ bảo là họ thấy rằng theo luật của bên Trung Quốc, tức là tất cả những công ty phải tuân thủ theo những cái yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc. Thế yêu cầu gì? Yêu cầu đây là yêu cầu đi làm gián điệp, yêu cầu đây là yêu cầu đi ăn cắp tài liệu. Và thưa quý khán giả, thì Bộ Tư pháp đã tiết lộ những cái tội hình sự mà đã buộc tội công chúa Huawei, tức là Mạnh Vãn Chu. Thì tất cả có 23 tội, thì gồm như vậy là Bộ Tư pháp thì là như vậy là 10 tội, và Công tố viện New York thì buộc như vậy là thêm 13 tội nữa. Nhưng mà chúng tôi tóm lại rằng trong 23 tội này, thì thứ nhất là công ty Huawei đã vi phạm cái lệnh cấm vận nước Iran bằng cách là bán các cái dụng cụ viễn thông cho Iran, trong khi là Iran vẫn là đối tượng cấm vận của Hoa Kỳ. Và thứ hai là công ty Huawei đã ăn cắp bí mật công nghệ của công ty Mỹ, tức là T-Mobile US Incorporation, tức là đã ăn cắp cái phone testing robot, tức là ăn cắp cái robot để mà test cái mobile phone. Và cái thứ ba là ngăn cản việc thi hành công lý liên quan đến việc điều tra của Đại Bộ Thẩm đoàn. Cái này nó hơi có vẻ là kỹ thuật một tí. Nhưng mà thực sự ra khi Đại Bộ Thẩm đoàn điều tra về một vụ nào đó mà anh không trả lời, thì như vậy là anh đã ngăn cản thi hành việc công lý. Nhưng mà thưa quý thính giả, thì FBI Mỹ đã có nguồn tin rõ ràng, đã nhận được cái email của công ty Huawei, Bộ Tư lệnh công ty Huawei gửi cho tất cả những người làm việc cho công ty Huawei, là để mà nghĩa là công bố gọi là sẽ cấp tiền thưởng nếu ăn cắp được công nghệ của nước ngoài. Đấy, cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Và chúng tôi nói trở lại nước Úc. Mới nhất nữa đây là nước Úc bây giờ báo động là cái chuyện mà người Hoa đây đã ăn cắp những cái công nghệ, tất cả các chương trình bài vở ở trường đại học, tất cả những cái gì mà nước Úc áp dụng họ đều ăn cắp, họ đem gửi về tàu. Mà họ không hề có bản quyền. Thì thưa quý khán giả, thì nhận gần đây thì ông giám đốc tình báo Mỹ, tức là ông Dan Coats, đã tố cáo hẳn là, đã nói thẳng là Trung Cộng đã dùng những công ty của mình để do thám, để ăn cắp, và ăn cắp công nghệ của phương Tây. Mà cái chuyện này nó xảy ra 3-40 năm rồi, nhưng mà tại sao bây giờ họ mới nói? Thưa quý khán giả, thưa anh, chuyện chính người tàu đã ăn cắp 3-40 năm công nghệ của phương Tây để mà làm cho nước Trung Hoa bây giờ tiến bộ thế này đây, nhưng mà họ không nói. Nhưng tới bây giờ họ đụng đến một lĩnh vực có thể nói rằng sinh tử đối với lại phương Tây, đó là 5G, tức là 5G. Đây là lĩnh vực công nghệ thông tin sinh tử đối với lại phương Tây. Bởi vì công ty Huawei muốn bán các dụng cụ lắp đường dây cáp để phục vụ cho công nghệ truyền thông 5G, tức là 5G. Mà nếu 5G này sẽ sau tương lai sẽ gọi là chi phối toàn bộ đến cuộc sống của chúng ta, từ máy điều hòa không khí, từ điện thoại, từ tủ lạnh, tất cả mọi thứ. Nhưng người phương Tây và các nước khác không bao giờ muốn cho người tàu dùng các hardware, tức là các khí cụ của công ty Huawei để mà ăn cắp những cái thông tin. Và bây giờ họ cấm, không cho công ty Huawei đấu thầu chuyện này nữa, gồm có Mỹ, gồm có Úc, gồm có Anh, Canada, Nhật có chưa anh? Thì Nhật có rồi hả? Nhật tôi không có rõ. Nhật thì không dùng rồi. Tôi nghĩ Nhật thì không bao giờ dùng công ty tàu. Thì đó
là cái chuyện mà đây chúng ta phải đợi thêm, như là hình như là còn vài ngày nữa đây thì Mỹ sẽ đưa cái lệnh đòi chính thức để mà dẫn độ công chúa Hòa Vi Mạnh Vãn Chu về Mỹ. Thì vâng, không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi còn mấy phút nữa chúng tôi sẽ qua chương trình Thời sự của nước Úc. Và thời sự nước Úc thì chúng ta cũng xin nói tiếp về những cái vấn đề mà liên quan giữa Trung Cộng với là nước Úc. Hình như anh có một cái tin mới nhất là có một ông cái tỷ phú nào đó bây giờ bị Úc cấm không được trở lại nước Úc phải không anh? Vâng, thưa anh, thưa quý khán thính giả, thì ông tỷ phú mới nhất đây là ông tỷ phú là Wang Xiangmo. Ông ta là một người mà chúng ta có thể tạm gọi giống như là chủ tịch của Mặt trận Tổ quốc Trung Quốc ở tại Úc đây. Vâng. Và ông ta là một tỷ phú rất giàu, không biết tiền của ông hay tiền của Đảng Cộng sản Trung Hoa, nhưng mà ông đem sang Úc điều đầu tư, và ông ta là người đã donation, tức là đã tặng cho cả các đảng khi mà tranh cử khoảng 3 triệu đô la. Ông ta có cái nhà hình như là cũng là cả chục triệu đô la trên Sydney, và ông ta là người đang xin vào quốc tịch Úc. Thì khi ông ta xin quốc tịch Úc thì ông ta đã nhờ cái ông thượng nghị sĩ Úc là Dastiari vào năm ngoái để mà can thiệp với bộ di trú chấp nhận cái đơn xin của ông. Tuy nhiên vì cái chuyện đó cho nên người ta mới phát giác được một điểm là ông thượng nghị sĩ Dastiari đã nhận tiền trong tay Wang Xiangmo. Và đồng thời đến cái kết quả cuối cùng là thượng nghị sĩ này đã phải từ chức. Ông thượng nghị sĩ Dastiari này là thuộc Đảng Lao động. Và là một người gọi là đang được nuôi dưỡng để trở thành cái lãnh đạo Đảng Lao động trên New South Wales, trên Sydney. Nhưng mà đã phải gặn nước mắt mà ra đi. Thì thưa quý khán giả, ông Wang Xiangmo đã bị gọi là Bộ An ninh Quốc gia Úc này, do ông Dutton phải không ạ? Ông Dutton đã cấm trở lại Úc, xé bỏ, đã mất thường trú và xé hộ chiếu Úc của tỷ phú Wang Xiangmo. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái tín hiệu rất rõ của người Úc khi quyết định vấn đề này. Là bởi vì ông Wang Xiangmo này quen biết rất nhiều những người lãnh đạo tại Úc của cả hai đảng. Và cái tin sau nữa là cái tin về ông Châu Văn Khảm. Và thưa quý thính giả, thế ông anh có quen ông nào? Ông Châu Văn Khảm này, ông là học khóa 22 hải quân, tức là ông trên tôi vài khóa. Nhưng mà tôi cũng nghe tên ông, chưa được gặp ông, nhưng mà theo như vừa rồi thì thấy rằng là cái chuyện mà ông Châu Văn Khảm này bị công an của Việt Nam đã bắt giữ trên cái ở ngay tại khách sạn ở tại Việt Nam khi mà ông đi về Việt Nam. Thì Bộ Ngoại giao Úc cũng có ra tuyên cáo, có cho lãnh sự đến thăm. Và đồng thời ra là cái điều mà chúng ta quan tâm nhất là ông Châu Văn Khảm này chỉ có về Việt Nam để mà fact-finding, tức là thu thập những cái thông tin liên quan đến nhân quyền, để mà trở về Úc này vận động đối với các chính khách Úc cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhà nước Việt Nam mà thông qua Bộ Công an Việt Nam nói rằng ông Châu Văn Khảm là thuộc tổ chức khủng bố. Bởi vì trên thế giới này chỉ độc nhất có nước Việt Nam là Liệt Việt Tân là tổ chức khủng bố thôi, còn chưa có nước nào hết. Chúng tôi xin xác lại, chỉ có Việt Nam Liệt Việt Tân là tổ chức khủng bố, còn chưa một quốc gia nào trên thế giới Liệt Việt Tân và khủng bố, bởi vì chưa hề có cái bằng chứng là Việt Tân dùng vũ lực để mà lật đổ nhà nước Việt Nam. Thì thưa quý khán giả, thì ông Châu Văn Khảm ở đảng viên Đảng Việt Tân đã bị bắt ở Việt Nam, như chúng ta đã biết đó. Cái sự ác độc của nhà nước Việt Nam là chuyện sử dụng luật phòng chống khủng bố 2013 để áp dụng đối với lại ông Châu Văn Khảm. Và cái luật chống khủng bố này đó, thì khi mà áp dụng đó thì những cái hình phạt thì tôi nghĩ rằng nó rất là nặng nề. Và vì họ dựa vào cái luật chống khủng bố này cho nên họ có thể gây khó dễ khi mà nhà cầm quyền Úc, tức là tòa đại sứ hoặc là lãnh sự đến thăm viếng. Và một cái điều chúng tôi cũng thấy rằng, chúng tôi cũng là phải nói rằng là suy nghĩ nhiều. Khi mà ông Châu Văn Khảm là bí thư chi bộ của Đảng Việt Tân ở tại Sydney, thì khi ông bị công an Việt Nam bắt giữ cùng với Nguyễn Văn Viên ở Việt Nam, thì đây thực sự ra mà nói chính thức, đây cũng là một trong những cái gọi là một cái sự thiệt hại rất là lớn cho những cái người đấu tranh dân chủ và cho tự do Việt Nam. Thưa quý vị,
Chúng tôi cũng có nghe cái tin như là anh cũng có nói với tôi rằng là hình như là ở Sydney thì bây giờ người ta không có gọi là Chinese New Year phải không? Mà vâng. Ta sẽ gọi là Lunar New Year. Vâng, thưa quý khán giả, thì từ đó tới bây giờ thì luôn luôn đến cái Tết Nguyên Đán của chúng ta đó. Tết Nguyên Đán. Thì người Hoa đây, người Úc, người Mỹ gì họ cứ gọi là Chinese New Year. Họ gọi là Tết Tàu. Thế sau đó thì ở trên Sydney thì cộng đồng Việt Nam có một số người thì họ đã vận động cho cái chuyện phải chúng nhưng không thể dùng Tết Tàu được bởi vì đây là Tết âm lịch, vâng. Ngược lại với Tết dương lịch, đây Tết âm chẳng lịch. Chẳng phải là Tết của người Tàu. Thì phải đặt là Lunar New Year, vâng. Chứ không phải là Chinese New Year. Bởi chúng tôi đâu phải là Chinese, vâng. Chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi cũng ăn Tết. Thành thử ra thưa quý khán giả, thưa Hồng Anh thì ở ngay tại Sydney đã chính thức là không có gọi là Chinese New Year nữa. Và bây giờ trên hệ thống các văn bản, trên báo chí đều là Lunar New Year. Để cho thứ nhất là người Việt Nam, người Hàn Quốc chúng ta cũng hãnh diện rằng chúng ta cũng ăn Tết âm lịch. Và chúng ta không liên quan gì đến người Tàu hết. Đó là cái điều quan trọng. Vâng, và cuối cùng thưa quý vị, một cái tin cuối cùng nữa cũng liên quan đến Tết là vào ngày Chủ nhật vừa rồi đó. Là cái ngày mà cộng đồng người Việt tự do họ tổ chức cái gọi là lễ thường kỳ. Tức là lễ thường kỳ là cờ Việt Nam Cộng Hòa đó. Cứ mỗi đến Tết thì họ làm cái lễ thường kỳ. Và lần này có sự hiện diện của ông Bill Shorten, thủ lãnh của đảng lao động. Và ông Bill Shorten đương nhiên trong cái lễ đó thì khi nào ông ca người Việt Nam hết. Ông nói người Việt Nam là những người đi tị nạn một cái chế độ cộng sản có tự do. Nhưng mà bây giờ có bên này thì họ đã có được tự do và họ đã có được một cái cộng đồng rất là vững mạnh và đóng góp nhiều cho nước Úc này. Và qua cái nguyện vọng của cộng đồng là muốn sau khi mà ông thủ hiến của tiểu bang Victoria đã hứa cho cộng đồng 4,5 triệu để xây cái viện bảo tàng về người thường nhân. Tại sao chúng tôi đi qua viện bảo tàng thuyền nhân thường nhân Việt Nam? Vâng, thì trong cái ngày Chủ nhật vừa rồi ông Bill Shorten ông nói sau khi mà người ta ký tên vào để mà xin đảng lao động là hỗ trợ là 4,5 triệu thì ông nói rằng nếu tôi đắc cử tôi sẽ cho cộng đồng Việt Nam thêm 4,5 triệu nữa. Thành thử ra nếu mà đảng lao động đắc cử vào tháng 5 này thì cộng đồng Việt Nam sẽ có $9 triệu để làm cái viện bảo tàng thuyền nhân. Thưa anh, thưa quý khán giả, cái chuyện ông Bill Shorten mà lãnh tụ đối lập liên bang mà đến tham dự cái buổi lễ thượng kỳ ấy, tôi không biết anh nghĩ sao nhưng tôi nghĩ đó là một cái chuyện rất quan trọng. Vâng, quan trọng chứ. Là bởi vì họ đã đưa lên bàn cân rồi, họ nói rằng là ông Bill Shorten là có rất nhiều, có khả năng rất nhiều để mà đắc cử trong cái nhiệm kỳ tới đây. Chúng ta không biết thực tế ra sao, nhưng mà khi ông tuyên bố như vậy, tức là ông tư công nhận cái chính cách thuyền nhân của chúng ta và đồng thời ông biết rằng cái chế độ cộng sản Việt Nam cũng chả tử tế gì đâu mà dân chúng là phải đi chạy trốn khỏi nó. Thưa quý khán giả TV Tuần Sơn Lai, chương trình thời sự của chúng tôi đến đây chấm dứt. Chúng tôi nhân cái dịp này, hôm nay là ngày 3 Tết, chúng tôi cũng như là luật sư Nguyễn Thanh Hải xin kính chúc quý vị và gia quyến, tất cả quý vị khán thính giả của TV Tuần Sơn ở khắp nơi được một cái năm mới an khang, hạnh phúc và thịnh vượng, và cầu mong cho đất nước chúng ta sớm có ngày được tự do, dân chủ thật sự. Vâng, cảm ơn anh Hồng Anh đã gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình tôi cũng giống như là đối với lại các quý vị khán thính giả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái năm kỷ hợi này, đây là một cái năm rất là quan trọng đối với Việt Nam. Và đặc biệt là cái sự hiện diện của ông Trump ở Việt Nam thì kỷ hợi sắp tới đây. Thì tôi nghĩ là cái con đường tự do và dân chủ của chúng ta là con đường sắp tới và nó có ánh sáng chứ không phải là tối mờ. Thưa quý vị, nếu quý vị thích chương trình thời sự trong tuần, xin hãy ghi danh, hãy subscribe ngay từ bây giờ.